Bởi thức khuya để làm cho xong mọi thứ nên sáng ra cô Út dậy có hơi trễ hơn mọi khi. Vừa mới bước ra khỏi buồng ngủ thì đã trông thấy ông Tám đang ngồi phì phà ở nhà trên. Bữa nay nhìn ông ăn mặc sao tươm tất quá, khỏi cần hỏi thì Hiền cũng biết hôm nay nhà mình có cái gì đó khác thường. Nàng lấy làm lạ nên bước nhanh ra nhà sau định tìm bà Tám để hỏi. Vừa vào tới nhà bếp thì đã nghe tiếng của bà trách nhẹ. Con gái hư quá, ngủ gì mà chưa chờ chưa chật mới chịu thức dậy hả Hiền? Hiền bước tới gần mẹ mình hỏi nhỏ. Má má, bữa nay nhà mình có chuyện gì à? Con thấy lạ quá vậy má. Bà Tám đang lui cui nhóm lửa nghe Hiền hỏi thì ngẩng lên nhìn nàng. Thôi, đi ra làm sao á, rửa mặt súc miệng, nhớ chải đầu cho gọn, ăn bẩn sửa soạn chút nhan con Hiền. Hiền chưa hiểu gì ráo nên phụng phịu hỏi. Mà chuyện gì má không nói cho con biết với, khi khổng khi không má biểu người ta sửa soạn lấy làm chi vậy chứ? Để ra người ta tới coi mắt mày chứ để làm cái giống gì? Ông Tám bước ra nhà sau hồi nào mà Hiền chẳng hay, tới chừng nghe ông lên tiếng nàng mới giật mình quay lại, trên khuôn mặt nhăn nhó bốn mùa của ông hôm nay sao trở nên dễ coi hết sức, thêm vào đó với nụ cười hề hề. Nụ cười mà Xuân Thu Nhị Kỳ họa hoàng lắm mới thấy nở trên môi ông, được dịp tốt cho nên cô con gái vội dậy nảy lên với ông liền. Thôi đi tía à, con chưa muốn có chồng đâu. Ông Tám vừa cười vừa nói, ha, tao với má của mày đâu có gạo để nuôi mày hoài chứ, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, nói cái kiểu đó không có đúng nhăn con. Hiền sa sầm nét mặt quay sang bấu vai áo mẹ cầu cứu. Má à, con không có chịu đâu. Bà Tám vuốt vuốt lưng con gái xuống giọng dỗ dành. Coi kìa, ba mày nói như vậy là phải gả liền, sao mà mày như đứng trên ổ kiến lửa vậy chứ? Bữa nay người ta tới đây để coi mắt thôi, còn việc cưới gả là sau này mà cũng chưa chắc người ta đã chịu cưới mày. Thôi đi rửa mặt cho tươi tỉnh để còn... Rồi suốt buổi sáng ngày hôm ấy Hiền như người mất hồn, chồng đi coi mắt nghĩa là mình phải đi lấy chồng ư, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Nàng ngậm ngùi nghĩ đến thân phận, con thương một ngã, cha mẹ gả một nơi. Vết thương lòng của nàng thông nữ còn đang nhức nhối sau cái tin động trời là hai tiếng, người yêu của mình gian díu với con mẹ lái bịch nào đó, kế mọn của ông Tám coi ra cũng không đến nỗi tệ. Nghĩa là Hiền đang căm gan hai tiếng lắm, hận gã tình nhân bạc bẽo đến nỗi quyết định không thèm nhìn tới bản mặt của anh ta nữa. Yêu nhau xa mấy cũng gần, ghét nhau chừng một bàn chân cũng lìa là thế. Khi yêu thì nhớ nhung tắt thẻo, cố tìm đủ mọi cách băng đồng lộ ruộng ra thăm anh cho được. Trái tim con gái với mối tình đầu đời của người ta đã trao trọn cho anh rồi, vậy mà anh lại nỡ lòng đi gian díu với kẻ khác. Anh Tiến ơi, nỗi đau này anh có hiểu cho em chăng? Ví dầu như Út Hiền của anh lấy chồng về xứ khác thì đó cũng là vì em hận anh, em ghét anh. Bà Tám vén màn bước vô cửa buồng, thấy con gái mình vẫn còn ngồi thừ trước gương soi, nhìn dáng vẻ của đứa con bà khẽ thở dài. Có ai hiểu bụng dạ con gái của mình bằng mẹ chứ? Bà xuống giọng ngọt ngào biểu Hiền. Hiền à, người ta tới ở ngoài kia rồi kìa, con ra đây cho má biểu coi, mận cái gì mà cứ chu rú trong buồng hoài với con. Bà Tám khỏi cần nói thì Hiền cũng biết là người tới coi mắt mình đã đến. Tiếng chào hỏi vang rên cộng thêm cái miệng liên thanh của ông Mai Sáu Mùi vọng vào từ nhà trên nghe rõ mồn một. Nàng ngước nhìn bà Tám rồi đứng lên lại gần bà hỏi nhỏ. Bộ má kêu con đi ra ngoài nữa sao? Thôi, kỳ thấy mồ má à. Bà Tám sửa sửa cái khăn tròn trên vai. Kỳ cái gì? Sửa soạn đi ra chào khách khứa đi con. Đi ra đằng sau, chừng nào nghe ba của mày biểu thì bưng nước lên ngăn không? Hiền hoảng hốt hỏi lại. Bộ con phải bưng nước lên nữa sao má? Thôi đi, con không có chịu đâu má à. Cái con nhỏ này, người ta tới để coi mắt mày chứ bộ coi mắt thằng cha của mày hay sao mà ăn nói cái mẫn đó chứ. Hiền cãi cho có. Nhưng mà con sợ quá má à. Bà Tám nở nụ cười thông cảm khi nhớ lại chuyện cũ mềm năm xưa, lúc ông Tám tới nhà coi mắt xin cưới bà. Hồi đó má cũng vậy, cái bữa ba mày tới nhà đặng coi mắt á, nói thiệt trong bụng nương đùng thiếu điều muốn chết mà ông ngoại của mày cứ nằng nằng một hai biểu ra cho bằng được.
Hiền nghiêng tai nghe ngóng tiếng chào hỏi bên ngoài rồi nhăn mày hỏi mẹ. Mà hồi đó má có thương ba không hả má? Bà Tám vỗ nhẹ vào mông con gái và lườm nàng một cái sắc lẻm. Thương cái ông cố tổ mày chứ thương cái nỗi gì? Hồi đó mặt mũi của ổng gàn xạo tao có biết đâu mà biểu thương. Ngặt một nỗi ông ngoại của mày ổng khó quá trời quá đất. Thành ra tao mới nhắm mắt mà ưng đại ba của mày đó chứ. Rồi mần sao mà má thương ba như bây giờ hả má? Bà Tám nghe con gái hỏi vậy thì có mồi mắc cỡ cho nên lảng sang chuyện khác, bà nhắc Hiền. Khách khứa tới tùm lum đùi kia kìa, ở đó mà ăn nói tầm ruồng hoài. Thôi đi ra làm sao đặng chút xíu nữa còn bưng nước lên mời người ta đi con. Tiếng cười nói chào hỏi trăm trang khiến cho Hiền dù trong bụng không vui chút nào cũng nổi tánh tò mò. Nàng vén màn lén nhìn ra nhà trước. Căn buồn ngủ của nàng cũng là lối ăn thông xuống nhà sau, cho nên chỉ cần đứng gần cửa là có thể nhìn thấy nhà trên rõ ràng. Nàng vừa nhìn vừa hỏi mẹ, bộ bưng nước ra ngoài rồi đi vô liền hả má? Hi, không có được như vậy đâu ngang, phải rót ra rồi đi mời từng người nữa chứ, như là người lớn trước rồi mới tới nhỏ à ngang. Hiền thắc mắc, nhỏ? Mà ai là nhỏ hả má? Thì cái thằng hai ngỗng đó. Hiền cúi xuống vuốt vuốt lại ống quần. Cái tên gì mà nghe lạ đời không có giống ai hết. Con người thì đen thủi đen thui y như cột nhà cháy. Bà Tám sửng sốt hỏi ngay. Mày thấy nó hồi nào mà biết nó đen thui hả? Hiền trỏ ra phía nhà trên sau bức màn mỏng dính. Thằng chả đứng trình hình ở ngoài kia kìa. Người cù lần như vậy mà con phải mời nước nữa sao? Còn lâu á. Bà Tám nghiêm giọng, má dặn ra làm sao thì phải làm như vậy nha, không không ấy người ta biểu nhà mình không biết dạy con là chết dưới tiếc của mày đó. Hiền gục đầu riu riu bước theo bà Tám xuống nhà dưới, bước thì bước nhưng trong bụng cô Út đâu có muốn chút nào. Từ nhỏ tới giờ chưa hề bị lọt vào cái cảnh hết sức kỳ cục, vừa hồi hộp vừa run sợ như vậy. Cứ y như một tội nhân vừa bị áp giải ra trước vành móng ngựa để chờ quan tòa vấn tội cũng không bằng. Hình như ông Tám ở nhà trên chẳng thèm thông cảm cho nỗi khổ tâm của cô con gái. Tiếng của ông sang sẵn vọng xuống như ra lệnh. Con Hiền ở đâu rồi cà? Đem trà ra mời khách coi con. Bất đắc dĩ Hiền mới dạ nhỏ một tiếng rồi mới ngập ngừng bưng trà bước lên nhà trên. Gia chủ, khách khứa đang chuyện trò đâm rang bóng im lặng. Bao nhiêu cặp mắt tò mò đều đổ dồn về phía Hiền, khiến cho người đẹp ngượng nghịu đôi chân quíu lại như sắp té tới nơi. Sau cái màn rót trà ra ly mời từng người, Hiền mới được ông Tám cho phép trút lui ra đằng sau. Hey, thiệt là hú vía, nàng giống như kẻ tử tội vừa được ông quan tòa tha cho trắng án. Thói thường của những cô gái có người đi coi mắt là ưa tỏ ra không thích. Như là không chịu lấy chồng đâu, không muốn chồng nhưng lại tò mò, nhất quyết phải tìm mọi cách để coi cái mặt của thằng chả ra làm sao. Người ta nãy giờ dòm chân dòm cẳng của mình thì bây giờ được trút lui vào trong rồi thì dạy gì mà chẳng dòm tướng dòm tá cái thằng cha ấy lại cho đã chứ. Nhà có người tới coi mắt đương nhiên hàng xóm họ cũng biết, nhất là những cô bạn gái thân thiết với Hiền. Thế là hai ba chị em bèn dụm lại ngay cái cửa buồng của Hiền, lén vạch màn dòm ra cho mãn nhãn. Cũng bởi cái tật tò mò này nên ở miệt vườn đã xảy ra lắm vụ dở khóc dở cười cho đôi bên. Nhà của Thắm, bạn Hiền cũng ở gần đó. Hôm đàn trai tới coi mắt cũng trà nước đâu đó xong xuôi. Thắm mới lui vào trong rồi cùng hai ba chị em bạn bu lại lén vạch vách dòm ra anh chồng tương lai của mình. Nhà vì nghèo nên vách lá cột kèo bằng tre lâu ngày nên xịu xạo hết trơn. Nhà cái vách lá trả rồi một nát mà ba bốn chị em đeo dính chùm để chúi con mắt vô dòm. Lò mê dòm quá nên đâu có để ý tới cái vách lung lơ. Tới chừng nó trung rinh chuyển mình sắp sập mới hoảng hồn hè nhau la quay quái. Rồi chẳng biết mấy chị em ta lính quýnh ra làm sao mà nguyên cái vách ngăn chia buồng ngủ và nhà trên nó sập xuống cái rầm. Hai họ đang ngồi say sưa bàn bạc chuyện cưới hỏi, bỗng cái vách nhà rung lên rồi đổ sầm xuống. Có cả cô dâu tương lai và hai ba cô gái khác té nằm chổng gọng giữa nhà, khiến cho ai nấy kinh hoảng không kể xiết. Sau đó chuyện gì xảy ra thì khỏi cần phải kể tiếp. Dĩ nhiên là nhà gái quê quá là quê phải tự hôn cho đỡ bỉ mặt.
Nhà của Hiền thì vách tường cửa có màn che cho nên ăn chắc chẳng sợ cái biểu té lăn ra giữa nhà trước mặt hai họ, cho nên cô Út nhà ta chỉ cần ngồi trên giường lắng tai là nghe hết tráo. Giọng ồm ồm của ông Mai Sáu Mùi lúc nào cũng át hẳn tiếng cười nói chung quanh. Ông trịnh trọng đặt lên bàn một quyển sách nhỏ rồi kéo dậy cặp kiến, cẩn thận lật từng trang. Ông đưa tay lên đầu lưỡi liếm một cái cho ướt rồi lật tiếp tới trang ông cần tìm, quay sang ông Tám Sáu Mùi hỏi: "À, theo như anh cho biết thì cháu hiện đây tuổi con già, có đúng không anh Tám?" Tám còn chậm rãi hốt một ngụm trà rồi gật đầu: "Ờ, cháu nó tuổi con gà, sinh năm Đinh Dậu đó chú sao?" Ông Mai đưa tay lên bấm từng đốt, khuôn mặt ông trở nên nghiêm trọng vô cùng. Cả bàn trà, hai họ im lặng để mắt theo dõi từng cử chỉ của Sáu Mùi. Họ chỉ nghe ông nói cái gì lẩm nhẩm trong miệng một lúc rồi mới nói lớn lên cho mọi người cùng nghe: "Dần thân tị hợi tứ hình xung, thành tức Sửu Mùi tí ngọ mẹo dậu bàn xung bàn khác. Thằng ổng tuổi con khỉ, cháu Hiền tuổi con gà, đứa tuổi thân, đứa tuổi dậu, thân dậu, hai tuổi này chẳng phạm vô xung khắc nào hết. Tốt, tốt lắm đa." Rồi ông lại tiếp tục: "Nói tới việc xung khắc hay tương hợp, trong sách vở có ghi hẳn hồi, tránh được tứ hình xung thì mình cũng nên coi tuổi nó có nằm trong mấy tuổi tương hợp hay không. Tương hợp thì người ta chia ra làm hai loại, nhị hợp và tam hợp. Nhị hợp là Tý Sửu Mão Tuất, tỷ thân dần hợi thành dậu ngọ mùi. Tam hợp thì có thân Tý Thìn dần ngọ tuất, hợi mão mùi, tỷ dậu sửu. Bà con vùng nông thôn thì đời nào cũng vậy, rất chú trọng đến việc tuổi tác khi bàn chuyện cưới gả. Sáu Mùi không phải là ông Mai chuyên nghiệp, nhà cửa dư giả lại có sắp nhỏ lo hết chuyện trong ngoài cho nên ông hay thả rong tào lao việc thiên hạ. Nghề mai mối vốn là một nghề bạc bẽo. Tuổi nhỏ nó thành thân nếu trong ấm ngoài êm dưới trên hòa thuận có khi nào nhắc nhở ân nghĩa tới ông Mai đâu. Nhưng ngược lại cơm không lành canh không ngọt thì chúng một hai cứ hài tội ông Mai cho bỏ ghét. Trên đời có bốn cái ngu, làm mai lãnh nợ gác cu cầm chầu mà. Người ta ai làm mai thì sao không biết chứ với Sáu Mùi thì ngon lành hơn thiên hạ. Hễ hai đàn đồng ý chuyện cưới gả là ông Mai luôn tiện môi trong lưng quần tra quyển sách số, đi một đường coi tuổi coi tác coi ngày lành tháng tốt luôn cho hai họ. Nói nào ngay, Sáu Mùi cũng có chút đỉnh chữ nghĩa và biết chút ít về khoa tướng số tử vi. Ông hay nói nho nói chữ và những câu tiên đoán vận mệnh có vần có dây, bà con nông dân đa số đâu có hiểu gì, cứ cho là ông thầy thứ thiệt. Ông Tám còn đây cũng chẳng ngoại lệ, có điều dường như ông ta trong bụng thì tinh nhưng ngoài mặt thì vẫn giữ nét khó khăn cấu hổ lạnh lẽo như tiền. Sáu Mùi đưa tách trà lên uống một ngụm rồi gật gù phán: "Đứa tuổi thân, đứa tuổi dậu, hai tuổi này không xung khắc nhưng cũng chẳng nằm trong tam hợp hay nhị hợp. Nhưng thân dậu niên lai kiến thấy bệnh đấy mà. Đại cát, đại cát, đại hỷ, đại hỷ." Quả đúng là một ông thầy tướng số nửa mùa. Coi tuổi cô cậu, chẳng thấy có chỗ nào hợp nhau nhưng bỗng dưng nhớ ra câu sấm trạng trình. Sáu Mùi liền ứng khẩu tuôn ra luôn để gỡ bí. Mã đề dương cước anh hùng tận, thân dậu niên lai kiến thái bình. Hai câu sấm ý nghĩa mơ hồ mà cụ trạng tiên tri cho hậu vận của đất nước. Thế mà Sáu Mùi lại mượn đỡ để gỡ trối, kể ra ông thầy này cũng thiệt là nhanh trí. May cho ông là hai họ đâu có biết ất giáp chi cho nên chẳng ai lên tiếng bắt bẻ. Ông thầy ổng biểu tuổi của hai đứa hợp nhau là tốt quá rồi đi chớ. Nhà trai nhà gái nghe thầy phán như vậy thì hả hay lắm. Họ thầm phục ông Mai tài giỏi, trên thông thiên văn dưới rành địa lý. Tuổi nọ tuổi kia giáp nào cũng biết hết. Cả bàn trà ngồi im lắng nghe chờ ông Mai giảng tiếp. Sáu Mùi vẫn giữ vẻ ung dung của một cụ ông giỏi nho giỏi chữ, thấy cái chuyện tác hợp hai nhà không còn vấn đề gì nữa. Việc mai mối chắc ăn rồi nên ông nhẫn nha giải thích thêm về cái vốn liếng làm thầy của mình. Hễ không tin thì thôi, mà tin rồi thì phải tin tới nơi tới chốn. Nói về tuổi tác thì mình phải đi sâu hơn chút. Nếu không bị xung khắc với nhau thì được cho là tốt. Tốt thôi, chứ chưa có hợp gì lắm đó anh chị. Đã coi tuổi coi mạng thì mình nên coi luôn tới thiên can địa chi. Mà thiên can địa chi á là cái gì? Để tôi nói thêm một chút hén. Thế là Sáu Mùi từ ông Mai biến thành ông thầy tướng số.
Ông cắt nghĩa chữ mạng theo sách số là gì? Mạng tức là ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ. Mười thiên can là canh tân nhâm quý giáp ất bính đinh mậu kỷ. Mười hai địa chi tức là mười hai con giáp, tý sửu dần mẹo vân vân. Và trong ngũ hành còn có cái vụ tương sanh tương khắc như thủy khắc hỏa thổ sinh mộc vân vân. Ông giảng cho một thôi rồi gật gù ngâm nghe. Phu khắc thê nhi tài nghi tử, thê khắc phu nghi bại nghi vong. Ngâm nghe xong ông còn châm thêm một câu nho cứu hữu, cái câu mà ông Trích Tâm Đắc hay nhắc đi nhắc lại khi bàn về tướng số. Thiên cơ bất khả lậu, tri vi tri vi chi, bất tri bất tri như thị chi. Mọi người mê say ngồi nghe ông thầy ổng giảng giải, cái gì mà thuyết âm dương ngũ hành sinh sinh khắc khắc, cái gì mà thủy sinh mộc chứ không thể nào mộc sinh thủy, thị khắc hỏa chứ hỏa chẳng bao giờ khắc thủy, rồi những khái niệm mơ hồ như sinh nhập sinh xuất, khắc nhập khắc xuất. Ông Sáu Mùi biểu là phải xếp theo thứ tự từ tốt tới xấu nhất cho mỗi bổn mạng con người. Ví dụ chồng mạng mộc khắc xuất, vợ mạng thổ sẽ tốt hơn nếu người chồng mạng mộc mà cô vợ mạng hỏa. Cái này là sinh xuất, bản mệnh bị hao kiệt, gầy gò, không có tốt. Ông như đang ngon trớn, nên cứ nói tràn gian đại hại khiến cho ông tám sợ. Nếu không lên tiếng chắc phải ngồi cả ngày để nghe. Người có tuổi với nhau dù sao cũng nể nang đôi chút, hơn nữa nhà đàn trai hình như họ cũng đang mê nghe. Biểu ông ngừng nói là thiệt không ổn, ông Tám mới lên tiếng hỏi dò. Anh Sáu biểu vậy thì tôi nghe vậy, thôi thì nhờ anh coi dùng ngày làm tháng tốt để tính tới chuyện cho hai đứa nó luôn thảy đi anh sao. Bà xui tương lai của Tám còn cũng lên tiếng hụ hợ. Nghe sẵn đây một công hai ba việc, anh Tám nói phải đa anh sao? Sáu Mùi liêm diêm đôi mắt. Cháu hiền tuổi Đinh Dậu mạng quả, sơn hạ quả ngăn. Còn cháu ngỗng thuộc bính thân bổn mạng của thẳng cũng là một thứ lửa ngầm dưới núi như nhau. Cái này gọi là quả phùng quả, hợp nhau đó. Hơn nữa ông bà mình có câu, nhất gái lớn hai nhị trai lớn một. Bước qua năm nay tuổi kê giáp viên của cháu hiền mà gặp hầu thực quả của cháu ngỗng. Một đàn là gà tra vườn, một đàn là khỉ ăn trái thì thiệt là hết ý. Hai đứa tương hợp với nhau cũng y như cá gặp nước, trồng gặp mây, hồng loan thiên hỷ, đào hoa phương cát. Tôi bảo đảm hai đứa nó ăn ở với nhau sẽ phất lên như diều gặp gió. Con cháu đầy đàn vui dày hạnh phúc. Mình còn chần chờ gì mà không lo tính tới cho rồi đi, anh chị Tám với lại chị ba nó. Rốt cuộc đám coi mắt được thành công mỹ mãn nhờ cái miệng của ông Mai Kim Luân, ông thầy tướng số. Theo lời của Sáu Mùi thì tuổi của hai đứa bước sang năm nay vận hạn khá tốt, tốt thôi chứ không hoàn toàn. Nếu để dây dưa bước sang chu kỳ khác, hôn sự sẽ xấu đi. Ông tỉ mỉ so sánh ngày sanh tháng đẻ của hai đứa rồi biểu cái gì là căn cứ theo trụ năm trụ tháng, thậm chí ngày và giờ. Kết quả rút ra trong bốn câu dần ngọ tuất kiến mão. Tí dậu sửu kiến ngọ, thân tí thìn kiến dậu, hợi mão mùi kiến tí, thì đám cưới của hai trẻ phải tiến hành càng sớm càng tốt. Ông Tám cũng bàn với ông bà xui tương lai là nên theo lời ông Mai lo tiến hành việc cưới hỏi ngay là vừa, cưới vợ phải cưới liền tay, chứ để lâu ngày lắm trẻ dèm pha. Thiên hạ thì chẳng có ai dèm pha, nhưng khổ cái là giặc giả lộn xộn tới nơi. Cho bọn trẻ tụi nó thành thân yên bề gia thất rồi thì có cái gì cũng đỡ lo một gánh. Đã bảo nhà có con gái như hũ mắm treo đầu giường mà, coi được chỗ nào thì gả phức cho nó nhẹ đi. Hơn nữa khỏi nhức đầu với cái vụ thằng ở đợ không công hai tiếng ngoài đồng nữa. Dòm thằng để tương lai hai ngỗng đứng khum nấm trong góc nhà là ông Tám ưng bụng liền. Tướng tá của nó tuy cục mịch đen đúa và mặt mày coi cũng bậm trợn quá, nhưng dây u thịt bắp sức vóc nở nang, tướng này mà cốt đất tắc mương là hết phản, dòm tới dòm lui để ý. Coi, cái thằng trắng ngắn đầu to, tướng này chắc mẻm chăn bò chăn trâu. Ông Tám gật gật cái đầu chép miệng. Con nhà nông ở ruộng ở đồng, không chăn bò chăn trâu thì chăn cái giống gì chứ? Về phần đàn trai thì khỏi nói, chỉ dòm sơ qua diện mạo vóc dáng của Út Hiền là ông bà Ba Tình lẫn cậu quý tử hai ngỗng đã chịu quá xá. Họ chỉ mong nàng gật đầu ưng thuận là tiến tới cái rụp liền. Nghe đàn trai dòm dèm nói xa nói gần, ông Tám không cần dài dòng lôi thôi. Lên tiếng biểu đàn trai cứ việc tiến tới, ông đã gật đầu thì coi như xong.
quyền quyết định là ông chứ chẳng phải Hiền. Trong cuộc ngày lễ sơ giao gọi là ra mắt lại trở thành ngày hai gia đình gặp nhau bàn chuyện hôn sự. Hai gia đình cùng theo ý kiến của ông Mai, căn cứ y theo ngày lành tháng tốt, cho hai đứa sớm thành thân nên nghĩa vợ chồng với nhau. Kết quả của hai nhà là chỉ nội nhật trong tháng tới sẽ cử hành đám nối và đám cưới sẽ được tổ chức vào một tháng sau đó. Út Hiền chết lặng khi biết ông Tám đã gấp gáp định cuộc hôn nhân cho mình với gã thanh niên hai ngỗng. Song thân đã quyết thì nàng nào dám chẳng nghe, áo mặc sao qua khỏi đầu. Phận làm con Hiền chỉ biết đau lòng mà chấp nhận. Chỉ còn hơn hai tháng nữa thôi là phải giả từ cái làng cái trăm thân yêu để theo chồng về xứ khác. Căn nhà ngói đỏ kỷ niệm dấu yêu của thời con gái. Người bạn trẻ mà trái tim nàng thông nữ buổi vậy thì đã trao trọn, giờ phải từ giả tất cả để trở về với một người xa lạ theo lệnh mẹ cha. Nỗi buồn vì chuyện hai tiếng gian díu với người khác khiến cho Hiền không còn cảm thấy bệnh trịnh với mối tình đầu đời vô vọng của mình nữa. Dứt khoát với người bạc bẽo ấy để nhẹ lòng mà đi theo chồng. Nhưng khổ thay, tình muốn dứt mà hình ảnh người xưa sao cứ chập chờn hiện về trong giấc ngủ. Anh Tuyển ơi, xin gửi đến anh những lời cầu chúc tốt đẹp nhất. Xin vĩnh biệt người yêu phản bội, em đi lấy chồng cho xong một kiếp. Những ngày sau Tết này là những ngày chán ngán nhất cho hai tiếng. Kể từ khi gia đình anh Bảy dọn về dưới cù lao quốc gia, ông ba bụng mất đi một tri kỷ thì cũng chẳng còn thả rong câu đêm ngoài đồng nữa. Cái đất cái trăm đã trở thành vùng đất vô chính phủ. Mấy ông tối trời càng hoạt động mạnh hơn. Trời vừa chẳng vạn là dân chúng trong vùng đóng cửa kín mít chẳng dám léo hánh ra khỏi nhà. Lệnh cấm nuôi chó cũng được dân chúng truyền tai nhau và thi hành triệt để. Cả cái làng cái trăm nói chung như có vần mây đen u ám giăng mờ trời đất. Dạo này tuy không còn vịt để chăn nhưng theo lệnh mới của ông Tám, tiếng ngày ngày lội chuộng trở về chăm sóc khu vườn mía gần nhà. Về để làm việc thôi chứ cũng không được phép bén mảng vào trong nhà vì ông vẫn còn khích chim với hai đứa. Dù Hiền đã hứa hôn với hai ngỗng, hai tiếng cũng đâu có khù khờ đến nỗi không biết, cho nên anh ta cũng giữ kẻ lắm. Làm xong công việc trong ngày là mò về chòi vịt ngủ tạm qua đêm. Cũng tại bận biểu suốt ngày nên hắn chẳng còn quan tâm gì đến sự vắng mặt lâu nay của thằng bạn ba địa. Tiếng nghĩ nó là cái thằng ham vui bả đâu thì ở đó. Nghe nó biểu ngay cái bàm nhân Mỹ nào đó chỗ thằng Thạch Nhâm làm công cho người ta. Ở đó vui lắm. Chắc mẻm là thẳng đã chạy tốt xuống dưới ấy ở với thằng Thạch Nhâm rồi cũng nên. Cái địa danh bàm nhân Mỹ khiến cho hai tiếng trực nhớ lại tư sinh. Nhà của nàng cũng ở ngay cái vôi bàm nhân Mỹ mà. Cha chả nếu có dịp thì mình cũng nên mò xuống chỗ đó một lần cho biết. Trước để thăm thằng bạn ba địa và sau là em tư. Không biết lóng rài sao lâu quá, em biểu chắc chắn là sẽ còn trở lại đây để cúng ông địa mà tới bây giờ gần tháng rồi mà em tư vẫn còn biệt tâm nhỉ. Hôm qua là ngày lễ đám hỏi của Út Hiền, thân phận có khác gì tôi tới trong nhà nên hai tiếng cũng phải nghỉ làm vườn một bữa để vô nhà coi phụ được việc gì thì phụ với ông bà Tám. Khi tiệc tàn xong xuôi công việc, tiếng lặng lẽ trở về cái trò dịch bốn mùa hiu quạnh của mình để thẫn thơ, ngơ ngẩn cả buổi chiều. Dù đã quyết lòng quên đi Út Hiền nhưng sao cái bụng nó cứ buồn hiu hắt khi nhìn em đi với người ta. Tâm trạng của kẻ thua thiệt đôi lúc làm cho tiếng cảm thấy đầu óc của mình sao nó quá mâu thuẫn. Nhớ tư sinh thì cũng nhớ thật đó, nhưng khi nhìn Út Hiền sắp sửa vô quy thì lòng lại buồn thắt thẻo. Buồn và suy nghĩ thương thân tuổi phận trằn trọc mãi cả đêm. Chẳng ngày thức giấc thì đầu óc nhức như búa bổ. Tiếng cảm thấy mặt hoa đầu váng, cảm xúc liên miên. Con bệnh ghé qua căn chòi và tạt vào thăm hai tiếng. Hắn dậy không nổi đành nằm ì, bỏ ăn bỏ làm trọn ngày hôm ấy. Anh Tiến ơi, anh đi đâu rồi anh Tiến? Giọng thân quen của Út Hiền làm cho Tiến giật mình tỉnh giấc. Hắn lật đật chống tay ngồi dậy dòm giáo giác. Hiền đứng ngay chòi, tay che mắt dòm vô, bởi bên ngoài trời nắng chang chang chói quá cho nên khi nhìn vào bên trong chòi tối hù nàng có thấy chi đâu. Ủa cô Út? Hiền bước vô chòi nhìn quanh quất rồi nhìn thẳng vào mắt hai tiếng. Cha ngủ trưa nữa hén, sưng quá trời ngang, để người ta lỗi ruộng ra tới nơi muốn hụt hơi, còn nằm dài ở đó ngủ ly bì. Tiếng ngồi dậy nhăn nhó.
Ôi đâu mà có, hai bữa nay ở trong mình quá cô Út ơi, mà cô ra kiếm tôi có chuyện gì không hả cô Út? Hiền bước lại đưa tay sờ trán hai tiếng, cử chỉ nàng tự nhiên như dạo nào hai trẻ còn nô đùa với nhau chưa biết gì, nàng hớt hải. Nàng đếc ơi, anh nóng hổi hè, bệnh hoạn mà cứ nằm miết ở ngoài này, lỡ như chết mất đất thì có ai hay hả anh Tiến? Tiến nhăn nhó cười nói cho qua. Hay có cái gì đâu mà tới chết lận hả cô Út? Chỉ nóng lạnh nhức đầu sơ sài thôi mà, nằm nghỉ một hai ngày thì hết chứ làm gì tới chết lận. Hiền dòm lại góc bếp thấy củi lửa lạnh tanh nên biết Tiến chắc sáng giờ chưa ăn uống gì, nàng hỏi. Chắc anh chưa ăn gì hén, để em nhóm lửa nấu nồi cháo cho anh ăn, mà anh cần phải cạo gió mới mau hết bệnh anh Tiến à. Tiến ngạc nhiên nên mới hỏi, mà cô Út ra kiếm tôi có chuyện gì không? Nồi cháo để từ từ khỏe rồi tôi nấu cũng được, với lại cũng không thấy đói bụng. Hiền quýt Tiến, yêu quá rồi no đâu cần ăn chứ gì, ai mà thèm kiếm anh làm chi, tại má biểu nên em mới ra kêu anh, vô trỏng coi má muốn sai làm cái gì kìa. Sau cái nguýt xéo đầy ác ý, Hiền tiếp tục bằng một giọng mỉa mai. Ủa, sao bây giờ một tiếng cũng câu Út, hai tiếng cũng câu Út, bọn người ta lạ lắm sao mà nói năng cái kiểu lịch sự dư thừa đó chứ, hứ, nghe phát ghét. Hai tiếng cảm thấy lúng túng, phải gọi Hiền bằng gì bây giờ đây? Tiếng em thương yêu chiều mến như hôm nào dưới góc ôi môi thì không thể lặp lại là đương nhiên rồi, bởi tình của mình coi như dứt khoát với nàng kể từ ngày tư sinh xuất hiện. Hơn nữa người ta là gái đã có chỗ có nơi hẳn hòi, gọi bằng em thân mật nghe không có tiện chút nào. Hiền nhìn thẳng vào mắt Tiến dịu giọng, em chỉ muốn anh kêu em bằng tiếng em cũng hôm nào thôi anh Tiến, mình đâu còn gặp nhau hoài nữa đâu, anh đừng có hà tiện với em được nữa không chứ. Được người đẹp mở đường cho phép, Tiến cũng chẳng hẹp hòi gì, gọi bằng em thì gọi liền, có gì mà ngại ngùng chứ. Bác gái biểu anh vô trỏng hả em? Ừ, thôi để anh rửa mặt cái rồi chạy vô coi bác biểu cái gì. Nói xong Tiến quậy quả bước ra sau chòi rửa mặt cho tỉnh táo. Khi trở vào chòi thì thấy Hiền đã ngồi sẵn chờ mình trên chiếc chõng tre, cũng khuôn mặt duyên dáng và đôi mắt ướt chiêu hồn, nàng lườm Tiến. Bệnh hoạn mà đi đâu, để em về trỏng nói với má là anh bệnh vô không được hen. Đâu có được em, nhức đầu nóng lạnh chút đỉnh mà nhầm nhỏ gì. Hiền hỏi dò, bệnh thì nên cạo gió, sẵn em có đồng xu trong túi nè, đưa lưng đây cho em cạo gió, chút xíu sẽ hết bệnh liền hè. Tiến không biết sợ đau hay vì ngại nên nhăn mặt nói ra, cạo gió có phải dầu cù là hoặc lá trầu chứ cạo khơi khơi, khô quéo, nó tróc da lưng anh hết trội rồi sao Hiền? Hiền bên mặt nói như ra lệnh, đưa lưng ra đây, cạo cho tróc da, tróc luôn tới xương cũng được, cho đáng kiếp cái con người lòng một dạ hai. Rõ ràng là nàng đã biết chuyện riêng tư của mình, lòng một dạ hai, tiếng ú ớ. Cái gì mà lòng một dạ hai, Hiền nói ai vậy? Ai trồng khoai đất này, ai ôm xà nẻo với ai trong cái chòi này đêm bữa hôm hổm đó? Giọng của Hiền trở nên sẵn sớm quá khiến cho hai tiếng êm ru, đúng thiệt rồi. Hôm bữa mình với anh Tư đứng rù rì trong chòi tối thui thì ông Tám thình lình ra tới bắt gặp. Chắc mẻm là ông đã về trỏng tri hô lên tùm lum, cho nên thấu tay Út Hiền. Nàng còn ra đây gặp mình, còn đòi nấu cháo và cạo gió, tất nhiên là nàng chưa đến nỗi ghét bỏ mình. Hèn gì nãy giờ nghe cái giọng sẵn lè của nàng mà mình không biết vì chuyện gì. Hiện tại thì ai đều có phận nấy rồi, Tiến nghĩ chẳng nên giấu giếm làm gì chuyện giữa mình và Tư Sinh. Với Út Hiền tình yêu đầu đời non dại và bồng bột, chỉ có vị ngọt yêu thương với chút nhớ mong thương tưởng. Tình của hai đứa như con thuyền đi trên một dòng sông bình yên không sóng gió, rồi thình lình bão tố phong ba từ đâu ập đến nhận chìm tất cả. Hai trẻ bây giờ có khác gì những mảnh ván mong manh bềnh bồng trên sóng nước, gặp lại nhau đây rồi mỗi kẻ một phương, theo con sóng đời trôi dạt. Hiền theo chồng về xứ lạ, còn Tiến thì sớm muộn gì cũng tới tuổi quân dịch, phải bỏ làng quê lên đường tòng quân nhập ngũ. Còn đang dụ dự phân vân chưa biết phải bắt đầu từ đâu để giải bày một lần cuối cùng trước khi chia tay với cô bạn tình thời mới lớn, Hiền bỗng đưa tay níu Tiến lại gần và ra dấu ngồi xuống bên nàng. Cô Út đôi mắt đỏ hoe đắm đuối nhìn người yêu như sắp khóc. Đôi mắt mỹ nhân đào hoa nhãn, đẹp tuyệt trần long lanh trong ngấn lệ khiến cho kẻ phàm phu như hai tiếng, làm sao mà không mềm lòng cho được. Hắn thường người để yên cho nàng gục mặt tựa cằm vào vai, trong giây phút tương phùng hiếm hoi tưởng đã không còn cơ hội, giọng Út Hiền nghe sao nó buồn trần ai, nàng thỏ thẻ.
Em biết anh cũng muốn nói cái gì rồi. Thôi, chuyện cũ xì bỏ đi, dù sao thì em cũng sắp lấy chồng rồi. Sau tiếng nấc nghẹn ngào nàng tiếp tục. Chắc tại mình có duyên nhưng không nợ anh ơi, bởi anh nghèo cho nên tía má của em đâu có chịu gả em cho anh. Cũng vì biết hết những sắp xếp của tía em cho nên á, một người bội bạc như anh, theo lẽ em sẽ hận anh ghê lắm. Nhưng nghĩ lại á, em thấy tội nghiệp cho anh còn không hết. Đúng như lời anh hay nói, giàu già nghèo, chủ già tớ. Tía của em, ổng đâu có chịu hiểu cho con cái của mình. Em thương ở một chỗ, ổng gả nơi. Duyên của mình chỉ tới đây thôi. Anh cũng đừng có trách em như em đã trách anh là con người bội bạc. Em lấy chồng là vì tía của em ép gả chứ nói thiệt cái lòng của em đây lúc nào cũng nghĩ tới anh hoài hè. Giận anh lắm, nhưng giận thì giận mà quên không thể nào quên được anh ơi. Tiếng không biết nói sao nên chỉ vỗ về Hiền cho đúng thủ tục. Ấy thì mình làm con thì phải nghe lời cha mẹ chứ em, coi anh như vậy nè. Em mà lấy anh để đi ăn mày à? Hiền hứ nhẹ. Em lấy anh thì đi ăn mày, mà cái bà lấy dịch lấy anh chắc không ăn mày à? Thiệt là ngộ quá hen. Nhưng thôi đi, em biểu bỏ chuyện đó đi, để em cạo gió cho anh nghe. Nàng không đợi hai tiếng có chịu hay không, vội nhảy cái rột lên ngồi trên chõng phía sau lưng tiếng. Anh bị Hiền vén áo lên tận cổ, biết nàng sắp sửa cái màn cạo gió khô nên nhăn nhó. Cạo gió mà không có dầu trát rạc, ai chịu cho nổi hả Hiền? Lấy miếng dầu hôi cho anh đỡ rác đi em. Ở miền quê những người nghèo như hai tiếng thì làm gì có tiền để mua dầu cù là hoặc nhị thiên đường phòng khi mưa nắng bất thường. Cho nên họ có sáng kiến dùng dầu hôi hoặc lá trầu để cạo gió. Dầu hôi dùng để thắp đèn thì nghèo giàu gì cũng phải có. Hiền ngoan ngoãn làm theo lời tiếng lấy một chút dầu thoa lên lưng trước khi cho đồng xu di chuyển dọc theo hai bên cột sống. Tiếng vặn vẹo chút đỉnh rồi ngồi im. Thuở giờ đây là lần đầu tiên trong đời được người đẹp tận tình săn sóc khiến cho hắn lâng lâng sung sướng. Thầm ước mơ phải chi tuổi thơ của hai đứa đừng bao giờ trôi qua. Hiền chẳng phải lấy chồng và mình không gặp tư sinh. Cứ như vậy hoài, ngày một, ngày hai lại bị cảm hoài thì hay biết mấy. Đôi bạn trẻ gắn bó từ những ngày mới lớn, rồi theo thời gian tình bạn, lại hóa ra tình yêu lúc nào chẳng hay. Chừng tỏ được bụng dạ của nhau, thì bị người lớn cách ngăn cấm đoán, chung quy cũng vì hai chữ sang hèn mà ra. Cái hôm lộn xộn Hiền đi coi hát rồi chẳng về nhà, ông Tám nóng ruột con nên mò ra tận chòi vịt để kiếm. Biết được chuyện này thì Hiền hiểu ngay tiếc của mình đã nghi ngờ chuyện của hai đứa từ lâu. Hèn gì như khổng như không trong nhà công việc đăng đăng đê đê mà ổng lại đẩy hai tiếng ra ngoài đồng giữ vịt. Biết được dụng tâm của ông Tám cho nên Hiền biết chuyện của hai đứa chắc rồi cũng chẳng đi đến đâu. Cái hố giàu nghèo cách chia tình đôi trẻ. Và chính nó cũng chôn luôn trái tim yêu với mối tình đầu đời đầy mơ mộng của cô thôn nữ kể từ dạo ấy. Nghe tin hai tiếng lẹo tẹo với ả lái vịt nào đó, Hiền đau lòng lắm, đau nhưng sau nhiều đêm suy nghĩ, nàng mới cảm thông được tâm trạng của anh con trai cô đơn nghèo nàn hai tiếng. Chẳng phải ảnh thường hay mang chuyện sang hàng chủ tớ ra để than thở với mình hoài đó sao? Người nghèo thì chỉ dám mơ tưởng tới người nghèo, mình cứ nằng nặc biểu tiếng hay than thân, nhưng thử đặt mình vào hoàn cảnh của ảnh, chắc mình cũng sẽ cùng một ý nghĩ với anh ấy thôi. Cô Út sau những ngày buồn đau sầu khổ, trong lối suy nghĩ không còn bồng bột như dạo nào mới biết yêu, cô chấp nhận lời của hai tiếng là đúng, sống trên cõi đời này không có ai có thể sống với ý nghĩ xa rời thực tế được. Hiểu hơn một chút chuyện ở đời thì Út Hiền càng cảm thông hơn cho nỗi khổ tâm của người mình yêu. Người ta hay nói càng yêu nhau thì trái tim càng trở nên ích kỷ với nhau, nhưng ở đây Út Hiền nghĩ ích kỷ đã trở nên thừa thãi quá, tốt hơn hết phải có lòng vị tha cho nhau, trách mình trách người cho lắm, rồi kết cục chẳng đi đến đâu, bỏ qua tất cả là cách tốt nhất cho hai đứa. Cho đến hôm nay lần hội ngộ thứ hai sau cái bữa mang cơm ra rồi hai đứa xà nẹo dưới gốc cây ôi môi, cuộc vui chỉ mới bắt đầu thì ba địa từ đâu xuất hiện phá đám để rồi hai đứa phải chịu cảnh ngưu lang chức nữ.
Vòng tay ấm áp, nụ hôn ngượng nghịu nhưng nóng bỏng của gã nhân tình ngày nào vẫn còn hừng hực trong tâm tư nàng thông nữ. Rồi cũng đôi nhân tình muộn trong cái chòi bịch xác sơ trưa hôm nay. Lần gặp gỡ này ắt cũng là duyên. Hiền dù là cô dâu sắp về nhà chồng, nhưng còn được bên người mình yêu. Nàng nghĩ sao không nhân cơ hội hiếm hoi này, đưa hai đứa trở về lại góc ôi môi ngày nào để tìm lại chút cảm giác của dư vị ngày cũ. Màn cạo gió xoa lưng chấm dứt thì Hiền như không còn là cô thôn nữ hay e thẹn như dạo nào nữa. Sẵn đôi nam nữ đã từng một lần yêu nhau quá trớn thì lần đụng chạm da thịt này đâu còn lạ lùng gì nữa. Đối với hai tiếng, dù trong bụng đã nguội hẳn tình với Hiền nhưng bóng dáng thân yêu đã từng hành hạ mình nhiều đêm dài. Ký ức sống lại rất nhanh và cộng thêm nỗi dục tình của anh con trai mới lớn. Tất cả như dòng thác lạnh ập tới. Đông đặt cái đầu biết suy nghĩ khiến cho hắn chẳng còn biết phân biệt đằng nào là đúng sai, ngã nào là phải trái. Mình đã có em tư, Hiền đã là gái có chỗ định đoạt, có khác gì hoa quá chủ, không thể nào làm như vậy được. Nhưng mà đầu óc hai tiếng vừa mới tỉnh táo sau cơn nóng lạnh hành hạ, bây giờ lại cảm thấy quay cuồng với cơn đói khát của dục vọng. Hiền bất thình lình ngay từ phía sau lưng vòng tay ôm ngang ngực, áp sát đôi gò ngực phập phồng vào tấm lưng trần trụi của Tiến. Bởi chiếc áo thun đang mặc trên người bị nàng kéo lên tận cổ lúc cạo gió chưa kịp buông xuống. Hai làn da thịt của hai trẻ cọ sát nhau chỉ cách có một lớp vải mỏng. Tiến có thể cảm giác được cặp ngực của Hiền nó nóng đến độ nào. Mùi dầu hôi cạo gió còn nồng nặc cộng thêm hương thơm dịu dịu toát ra từ thân thể cô thôn nữ. Chúng quyện vào nhau tạo thành một thứ mùi lạ lùng, khiến cho đầu óc hai tiếng nửa như lân lân, nửa như ngây ngất, giống như một kẻ được ướp cả hai thứ men cùng một lúc. Ngà ngà của men rượu, lẫn lộn hương vị ngây ngất, chút men tình. Ôi sao đời, một gã chăn vịt cũng có được giây phút mê ly không ngờ, nhất là tiếng tỉ tê thủ thỉ đứt quãng trong hơi thở của nàng, tuy rất nhỏ nhưng tiếng nghe được từng lời. Anh Tiến, yêu em đi anh, yêu em đi anh Tiến. Em cho anh đó, yêu em đi. Tình cũ không rủ cũng tới, hai trẻ có còn lạ lùng gì nhau nữa đâu mà e ngại. Kẻ đang chết đói được người dọn tiệc mời mọc lẽ nào ngoảnh mặt làm ngơ. Vở diễn gian dở hôm nào dưới cội ôi môi giờ được lặp lại ở đây. Trong căn chòi vắng lặng giữa chốn điều hiu chỉ có tiếng gió chướng muộn màng lao sao cành lá. Và tiếng trên rỉ khe khẽ của Út Hiền. Chiếc chõng tre siêu vẹo mà mới hôm nào dưới sàn, hai tiếng làm quen được tư sinh, hôm nay vật chứng vô tri này lại chứng kiến thêm được một màn mùi mẫn mê ly khác, và cuối cùng thì nó phải trung lên kèn kẹt khi nhìn thấy người chủ của nó đi vào đời cô thôn nữ một cách ngượng ngùng và lúng túng. Con cá sấu khi đói quá không có cái ăn nên đành phải vật con của mình ra ăn cho đỡ đói. Nhưng đến lúc no bụng rồi thì nghĩ lại, chết chữa sao mình lại nỡ ăn thịt con của mình. Cá sấu mẹ hối hận, thương con và trách giận mình, ác đức sát nhân ngay cả con đẻ mà cũng chẳng tha, nên lăn ra khóc mùi. Người đời gọi đó là nước mắt cá sấu. Hai tiếng từ một con nhộng ngu ngơ chật lột xác biến thành con bươm bướm. Có con bươm bướm đói nào gặp hoa mà không bỏ vòi hút nhụy. Đến khi bướm no nhụy cạn thì hắn hoàn hình lại thành con cá sấu nằm suy nghĩ rồi thấy hối lỗi ăn năn. Nhìn người yêu cũ tóc tai rủ rượi sau cơn mây mưa vần vũ đang úp mặt, thúc thích khóc. Tiếng tròn tay ra sau ót đỡ đầu Hiền quay lại đối diện với mình. Nàng có lẽ cũng đang hối hận, thiệt mình quá vậy, chuyện không nên chút nào. Em, anh xin lỗi, thiệt anh là không có nên làm vậy Hiền à. Gã trai tơ hối hận tràn lòng khi biết chính mình đã lấy đi cuộc đời con gái của Hiền, người sắp sửa vu quy. Cô dâu khi về nhà chồng, vốn liếng cắt ca cắt cụm quý giá nhất trong mười mấy năm trời đương nhiên vẫn là hai chữ trinh tiết. Mình đã ăn cơm hớt, cướp mất của người ta rồi thì tội này tính ra đâu có tha thứ được. Biết rằng Hiền đã tự nguyện hiến dân có lẽ cũng chỉ vì một phút bốc đồng, rồi sau này làm sao nàng ăn nói với ông chồng của mình chứ? Hạnh phúc cả đời chớ bộ dẫn sao? Nhưng hình như hai tiếng lo hơi xa, Út Hiền hai con mắt đỏ hoe nhìn hắn một hồi lâu rồi cười buồn. Anh khỏi cần xin lỗi, bởi vì anh chẳng có lỗi gì cả,
Chuyện này là do chính em muốn như vậy. Tiếng ấp úng dường như là đang tự cắn rứt với lương tâm. Nhưng mà mình như vậy thì không nên chút nào. Hiền dí ngón tay vào trán Tiếng trề môi mắng yêu. Nhưng với nhị cái giống gì? Chứ bộ anh không có như con quỷ sống đó à, đã đời rồi làm bộ làm tịch nữa hen. Nói đoạn nàng ngồi dậy đưa tay ra sau ốc vuốt lại mớ tóc, hai quả đầu tơ trắng nõn lồ lộ không che đậy được dịp phô bày ra trọn vẹn trước mắt hai Tiếng. Anh con trai tò mò, nãy giờ vì vội vàng bốc hốt quá nên chưa có dịp chiêm ngưỡng một tuyệt tác của hóa công ngay trên thân thể của người tình. Có thể nói, kẻ háu ăn thì chẳng bao giờ biết no, người tham lam thì không khi nào thấy đủ. Một gã trai tân sung mãn vừa biết nếm mùi đời, dù tràn trời hối hận nhưng trước sự buông thả bất cần của Hiền, nó đồng nghĩa với sự kích thích thêm lòng thèm muốn còn chưa nguôi của người tình. Thấy Tiếng ngọ nguậy ý chừng như muốn hâm nóng lò lửa dục vọng trong nàng, Hiền quơ bộ đồ mặc vào người rồi nguýt hắn một cái dài sọc. Ham lắm, được nước rồi làm tới hả? Người gì mà bốc hốt không ngừng tay hè? Tiếng ôm ngang lưng nàng cười hề hề. Hiện tại em hết trội chứ bộ, ai biểu em cứ khoe ra trước mặt người ta làm chi? Hiền phủi phủi hai bàn tay đói ăn của Tiếng, nàng ngoái nhìn ra cửa chòi như tên ăn trộm canh chừng gia chủ. Trong cái chòi trống hốc giữa đồng, hai đứa cứ lo vùi đầu trong mùi mẫn nãy giờ chẳng để ý. Chỉ sợ có ai đó nhìn thấy thì nguy to, bên ngoài vắng ngắt. Trời nắng chói chang nhưng Hiền cảm thấy trong lòng mình như băng như giá. Bất giác nàng thở dài rồi nói một hơi không ngừng nghỉ. Có lẽ đây là một lời tâm sự riêng tư tiềm ẩn tận đáy lòng trong bao lâu nay. Em sắp lấy chồng đó là do chữ duyên chữ phận. Cũng tại tía má của em ép gả cho nên em mới phải lấy một người không quen biết làm chồng. Lấy chồng mà cái bụng của em nó cứ nghĩ hoài tới anh. Mình có duyên mà chẳng có nợ với nhau. Thôi á, thì trước khi ra đi, những gì quý giá nhất của đời con gái em xin tặng cho anh, chỉ có anh mới là người xứng đáng. Anh cũng biết, con gái hãy yêu ai rồi á, thì dù không được sống chung với người ấy, họ vẫn cứ yêu, cứ nhớ, và sẵn sàng hy sinh tất cả cũng chẳng bao giờ hối hận. Hôm nay coi như mình gần gũi nhau lần đầu, mà cũng là lần sau cuối. Kỷ niệm này, anh nhớ mãi ngăn anh. Hai Tiếng bàng hoàng khi thấu hiểu tâm sự của cô bạn lòng mà cũng là người yêu cũ. Anh ta lắc đầu chẳng biết phải trả lời sao cho suông đây. Trong khi Út Hiền thì tỉnh bơ tuồn như chẳng quan tâm đến việc trinh tiết còn hay mất của mình. Nãy giờ nàng khóc là bởi vì sắp sửa phải xa Tiếng, xa người yêu đương nhiên là buồn lắm. Kỷ niệm thời con gái đành bỏ lại sau lưng. Chuyện tình yêu đầu đời với anh con trai nghèo nàn côi cút xin gói lại trong tim chút hành trang của cô dâu khi theo chồng về xứ lạ. Thôi để em đi về, nãy giờ cũng lâu bộn rồi. Má bà biết em cà rề ở đây chắc bà chửi tắt bếp luôn. Chút nữa anh nhớ chạy vô trỏng coi má biểu cái gì ngăn anh. Mà chắc anh hết bệnh rồi hả? Hai Tiếng chợt nhớ lại hai bữa nay mình nóng lạnh nằm lì, tự dưng Hiền xuất hiện rồi cạo gió, rồi này rồi nọ một hồi lại quên bẵng nó đi. Hey, chết không, bệnh hoạn mà mần ba cái chuyện ấy nghe người ta biểu dễ bị thượng mã phong chết cấp kỳ. Kể ra thì mình cũng may mắn thiệt, hắn cười méo xẹo. Nãy giờ vui quá nên hết bệnh hồi nào không hay, mà chắc cũng nhờ Hiền cạo gió cho anh đó. Hiền trề môi, xíp. Móc xì họ, mới cạo gió đó mà hết liền à, ông này bệnh giả bộ chứ còn gì nữa, hồi nãy... Hiền định nói hồi nãy anh làm thùng hục như trâu cui, nhưng cô thông nữ mắc cỡ không dám nhắc tới chuyện ấy, chỉ nhớ lại tiếng rên rỉ kẻo kẹt của chiếc chổng tre, nó đông đưa tưởng chừng như sắp gãy đổ là Hiền mặt đỏ gay, quay quả quay ra cửa định đi về nhưng nhớ lại chiếc nón lá thì Tiếng chụp lấy bưng bả chạy ra. Hiền! Anh đi với em vô trỏng luôn bây giờ nghe. Hiền nhẹ gật đầu, chưa kịp đưa tay đón lấy chiếc nón thì Tiếng đã đội lên giúp nàng. Nắng tháng giêng hông vàng cả cánh đồng vắng ngắt, bầy cò ma vô tư đứng rỉa lông dưới đìa. Chúng đưa mắt nhìn cặp tình nhân đang thả rề rề từng bước trên bờ kênh. Gió chướng muộn màng từng cơn lao sao thổi nhẹ đủ để làm phất phơ tà áo bà ba của nàng thôn nữ, đủ để làm mắt mặt gã trai làng.
Đi bên cạnh hai tiếng, Hiền biết đây hẳn là lần cuối cùng hai đứa được sánh vai nhau, dù không được sánh vai nhau đi hết đoạn đường đời, nhưng chỉ một đổi từ ruộng vô tới nhà, kể ra cũng an ủi nàng lắm. Đi gặp Tiến một phần cũng do bà Tám biểu, nhà có chuyện nên bà rất cần hai Tiến vào phụ, bởi ông Tám sau cái hôm đám hỏi của Hiền, bỗng dưng nằm liệt giường chẳng dậy. Ban đầu bà cũng tưởng là ông vui say quá chén nên mê man. Ngờ đâu cả hai ngày vẫn nằm lì, kêu y tế tới nhà khám, thì họ đoán là ông bị chứng đau gan hành hạ. Đau gan mà nằm ì kiểu này là nặng lắm. Thế là họ bàn với nhau tức tốc chở ông lên Cần Thơ cho nhập viện chữa trị cấp kỳ. Ông Tám đi nằm nhà thương thì nhà chỉ còn bà Hiền. Nhà cửa đơn chiếc quá, muốn đi theo để chăm sóc cho ông, nhưng bà đâu có dám để Hiền ở nhà một mình, định nhắn tin cho thằng rể tương lai lên, nhưng nghĩ lại thấy hơi kỳ, thành ra bà biểu Hiền đi kêu hai tiếng vô là vậy. Hiền được dịp cà rịch cà tang, nghe lời bà Tám đi kêu hai tiếng là chuyện phụ, ra ngoài gặp hắn để giải bày cái bầu tâm sự u uất bấy lâu nay mới là chuyện chánh. Dù rằng sự việc diễn ra đúng như ý định của Hiền, tức là do nàng chủ động hiến dâng, tình yêu nào mà chẳng có sự hiến dâng, mặc dù là tình yêu ngang trái, Hiền nghĩ đối với ông chồng sắp cưới hai ngỗng thì ngược lại, nàng ghét hắn lắm, bởi thời gian gần đây, ngày đám nói cận kề và đám cưới thì cũng sát một bên, sớm muộn gì thì tụi nó cũng là vợ chồng, thấy vậy cho nên ông Tám đâm ra dễ dãi không còn chấp nê phép tắc gì nữa. Thả cửa cho phép hai đứa gặp nhau, gặp gỡ để làm quen trước, mai sau về ở chung với nhau không có bị ngỡ ngàng vì lạ mặt lạ mày vậy mà. Sau vài lần trò chuyện thì Hiền chẳng những không thích mà còn ghét cay ghét đắng người chồng tương lai của mình. Chỉ nhìn cái mặt ngông nghênh, một cậu ấm con nhà giàu quen tật phách lối là Hiền đã chán ngán tận cổ rồi. Ghét nhưng phải lấy làm chồng, đó là chuyện bất đắc dĩ. Hiền suy nghĩ thôi thì đành vậy chứ biết sao hơn, duyên do cha mẹ đặt để, trông nhờ đục chịu, phận con sao dám cưỡng lại. Không cưỡng lại nhưng người con gái bị ép gả tức tưởi quá cho nên từ trong sự chán ngán bất cần đời, Hiền mới nảy ra ý định táo bạo, thà mang cái quý giá nhất đời con gái của mình tặng riêng cho người tình đầu đời. Đây là một quyết định duy nhất mà nàng có được tự do riêng tư để chọn lựa. Cô dâu chưa về nhà chồng đã biến thành đàn bà, trên thế giới này đâu phải là chuyện hiếm. Bây giờ, mây đã tan, mưa đã tạnh, nàng đã trở thành đàn bà như ý muốn và hai tiếng cũng không còn là một gã trai tân. Mang trong đầu ý nghĩ này nên Hiền mỉm cười, mãn nguyện. Nàng liếc xéo hai tiếng khi nhớ tới câu ca dao, có chồng còn dễ chơi ngang, đẻ ra con thiếp, con chàng, con ai. À, cái thằng chú ôn đó đi làm cái giống gì mà cả buổi chưa thấy về nghe. Hiền đang ngồi rửa chén ở sàn nước, nghe tiếng nhằn trống không của ông chồng tương lai thì quay lại hỏi. Anh biểu ai là chú ôn hả anh hai? À thì thằng chết bầm hai tiếng đó chứ ai vô đây, sai nó đi mua có gói thuốc mà nó đi cả buổi chưa thấy về. Hiền nhăn mặt cãi lại. Mới nhờ ảnh đi có một chút xíu mà đã la làng rồi, nghiện sao không biết tự đi mua mà hút, sai biểu làm chi đồ nhằn nhữ. Hai ngỗng đang nằm đông đưa trên võng chợt ngồi sống dậy lớn tiếng với Hiền. Chà chà, mày còn bên vực cho cái thằng ở đỡ đó nữa hả? Hai ngỗng là vậy, ngông nghênh quen miệng, mày tao mày tớ, đến cả cô vợ sắp cưới hắn cũng không ngoại lệ, cứ thẳng một đường mày tao cho khỏe. Hiền ức lắm, nếu như ngại miệng chẳng anh em ngọt xớt như người ta thì cứ gọi tên hay cô, bà xưng tôi cho dễ nghe một chút. Đằng này... cứ mày với tao nghe sao chổi cái lỗ tai mất thiện cảm quá. Nàng vốn sẵn đang bực mình nên đứng lên định giằng co một mẻ. Vì chứ ai mà biểu hai tiếng là thằng ở đợ thì Hiền không có nhịn đâu. Ngay lúc chiến tranh sắp bùng nổ thì tiếng xuất hiện. Hắn chìa tay đưa gói thuốc cho hai ngỗng và mớ tiền lẻ. Ngỗng giật gói thuốc trên tay tiếng rồi hất hàm nhìn hắn. Biểu mùa có gói thuốc mà mày đi cả buổi, sao không đi luôn cho rảnh con mắt tao đi hả? Hai ngỗng được ông Mai Sáu Mùi thời lai cho hay là ông Nhạc Lâm bệnh đột ngột nên phải đi nằm nhà thương. Nhà cửa đơn chiếc lắm, biểu hắn mau mau lên coi giúp cái gì được thì giúp cho bà Tám với Hiền. Dù gì thì cũng là con rể trong nhà, sớm hay muộn cũng vậy thôi.
Bà Tám kêu hai tiếng vô trong nhà cũng vì chuyện này, nhưng hắn mới vào được một buổi thì hai ngỗng từ dưới trà ếch cũng lót tót mò lên. Người buồn nhất đương nhiên là Út Hiền. Hai ngày đầu ở bên vợ vì có bà Tám ở nhà nên ngỗng tỏ ra hiền lành dễ thương, biểu cái gì thì làm cái nấy, không bao giờ đôi co này nọ. Nhưng sang ngày thứ ba, bà Tám lên Cần Thơ thăm nuôi ông nên nhà cửa giao lại cho hai vợ chồng Út Hiền coi chừng. Hai tiếng phận ở nhờ thì ngày tối lủi thủi kiếm chuyện để làm, tới tối thì cũng ngủ ngoài trái hè đằng sau. Trong nhà chỉ có ngỗng và Hiền, bên cô vợ trẻ măng ngày ngày ăn chung mâm nhưng tới tối phải ngủ khác giường hoài thì đương nhiên lòng tà phải nổi dậy. Chỉ còn non hai tuần nữa là đám cưới. Ôi hai tuần lễ, những 14 ngày đêm dài thường thượt cứ kéo dài tình trạng này có ai mà chịu nổi. Hơn nữa dịp tốt vắng cả hai ông bà già vợ như thế này thì hai ngỗng đâu chịu bỏ qua. Chẳng lẽ chồng vào ngủ với vợ bị phạm tội ư? Thế là bà Tám vừa lên Cần Thơ có một ngày là đêm sau ngỗng bò vào buồng ngủ của Hiền liền. Buồng ngủ của nàng thì chỉ có tấm màn che chứ chẳng có cửa nẻo gì tráo. Ngỗng muốn là ngỗng cứ tự nhiên mò vào thôi. Hiền dĩ nhiên đâu có chịu, nhưng làm sao nàng chống cự nổi đôi bàn tay hộ pháp và cái thân thể u nần của hắn. Thế là anh chồng dùng vũ lực để được lên giường ngủ chung với vợ. Kết quả rõ như ban ngày là vợ chồng chưa chính thức làm lễ gia tiên đã ăn cơm trước kẽn. Thôi đời cái gì không biết thì ham hố thèm thuồng tìm đủ mọi cách để đoạt cho được, nhưng khi được ăn no nê rồi thì nhàm chán mau lật lạc lắm. Đó là tâm lý chung của những cặp vợ chồng không yêu nhau mà phải ăn ở với nhau. Ngỗng là con nhà giàu được cưng chiều, muốn năng nào được năng nấy. Hắn muốn là trời muốn. Cho nên khi mới tới nhà Hiền thì tỏ ra Hiền khô khờ ịch, nhưng được vài bữa rồi thì lòi ngay cái đôi ngang ngạnh hống hách của mình ra. Cậu ngỗng ở trà ít quen tật sai biểu thiên hạ rồi, cho nên nhà sẵn có hai tiếng đây, không đi cho nó chạy vắt dò lên cổ thì mình có phải là hai ngỗng đâu. Tiếng là một đứa trẻ dễ dãi, sai gì làm nấy, nói gì nghe vậy, nhưng chỉ có Hiền là ngứa con mắt không muốn ông chồng coi tình nhân của mình như người ăn kẻ ở trong nhà. Thiệt là trớ trêu quá, một bên là chồng còn một đàn là người yêu, cả ba chung sống dưới một mái nhà. Câu chuyện hoang đường về ba vợ chồng ông Táo bây giờ lại xảy ra ở đây cho Út Hiền. Thiệt là khó xử cho nàng quá xá, bởi cả ba cùng ở chung một nhà, sinh hoạt tuy bình thường nhưng hai tiếng biết phận tôi tớ của mình nên giữ trẻ khích chim, đâu có dám lân la chuyện trò với Út Hiền như dạo nào hai đứa còn vô tư chưa biết gì. Ngày ngày hai ngỗng ăn no trùi nằm không hoài cũng chán nên hay thả rề qua nhà của lối xóm mà chơi. Nhà đâu ngay cái nhà của con mẹ hàng xóm năm xưa làm mai Út Hiền cho hai trí. Việc bất thành nên đâm ra oán hận, gặp ngay cái mụ thù dai, chuyện cũ mềm đâu hồi nẫm mà tới bây giờ vẫn chưa nguôi. Con mẹ ngắm nghía tướng tá của hai ngỗng rồi gật gù nói. Cậu hai thiệt là biết chọn dở à ngang. Cô Út ở đây không biết bao nhiêu anh chết mê chết mệt, bỏ ngủ bỏ ăn gì cổ. Thiệt tình là cũng ngủ quá đi, thanh niên nhiều đứa con nhà giàu đẹp trai mà cổ đâu có chịu ưng ai. Ngỗng hỉnh mũi tự hào vì được người ta khen mình biết chọn vợ, hắn hiu hiu tự đắc. Cặp bồ chơi qua đường thì khác, chọn vợ thì phải con nhà đàng hoàng chứ thím, mua heo chọn nái, lựa gái chọn vòng mà thím. Bà hàng xóm xấu miệng vội lên tiếng nhắc chừng, dù đây là chuyện động trời không nên nói. Ừ, tại tôi thấy cậu tôi thương nên mới nhắc chừng chuyện này. Đừng có ý ý quá ngang, người xa thì không sợ nhưng phải để tâm coi chừng kẻ ở gần đó cậu. Đời bây giờ không có còn ai tin ba cái chuyện chọn nái chọn vòng đâu cậu ơi. Cậu nói bóng gió cái gì người xa kẻ gần khiến cho hai ngỗng phải suy nghĩ. Là một thanh niên quen thói ăn no rồi thả rong nên đầu óc của ngỗng trống rỗng có bao giờ biết nghĩ ngợi xa xôi đâu. Nhưng cái câu úp mở của con mẹ hàng xóm nhiều chuyện đã rõ nghĩa quá rồi. Hắn chíp trong bụng từ đó và càng để ý hai tiếng với Út Hiền nhiều hơn. Thiệt là quá đúng rồi, con vợ của mình mỗi khi nói chuyện với mình thì sẵn lè như chanh như giấm. Mà lúc nói với gã thanh niên hai tiếng thì dịu ngọt hơn mật hơn được.
Sẵn ngọn lửa ghen tuông đang cháy âm ỉ trong lòng, nay nghe cô vợ 1122 cứ lên tiếng bênh vực cho cái thằng tình địch đáng ghét thì ngỗng uất khí dâng trào. Máu Hoàng Thư đùng đùng nổi dậy, chỉ muốn xông tới tát vào mặt con vợ vài cái cho hạ hỏa. Kịp thời lúc ấy hai tiếng cũng vừa về tới, anh ta chìa gói thuốc và mớ tiền lẻ cho ngỗng. À, thuốc nè cậu hai. Ngỗng giằng mạnh gói thuốc. Sao mày không đi luôn đi, còn mò về bằng cái giống gì? Đoạn hắn đếm đếm mớ tiền lẻ rồi hỏi. Có giấu lại đồng nào không hả mày? Mấy thằng nghèo mạt thiệt là tin không có nổi. Hai tiếng nghe hắn dở giọng phách lối thì trong bụng bực lắm nhưng cũng dịu giọng trả lời. Tôi nghèo nhưng không có ăn cắp của ai đâu. Cậu đừng có tưởng mình giàu rồi à, muốn nói cái gì thì nói đó nghe. Nghe tiếng trả lời giọng ngon lành quá nên hai ngỗng trợn tròn đôi mắt như chưa tin ở lỗ tai mình, vì xưa nay thiên hạ chỉ nghe hắn nói chứ chưa bao giờ dám nửa lời trả treo. Hai tiếng chợt tiếp. Còn nếu như cậu không tin, cho tôi là thằng ăn cắp tiền lẻ thì mai mốt tự đi mua thuốc mà hút đi, đừng có biểu tôi đi nữa đồ nghi này nghi nọ. Hai ngỗng ba máu sáu cơn đứng lên sừng sộ liền. Chà, ngon quá hén, tin hay không là quyền của tao, bây giờ tao biểu mày đi mua rượu về cho tao uống. Để thử coi mày có ngon mà không đi hay không. Hai tiếng quay lưng bỏ đi giọng dứt khoát. Muốn uống thì tự đi mua. Tôi đã nói không tức là không. Từ phía sau hai ngỗng xông tới hai tay ôm ngang eo tiếng định bật cái thằng nghèo hèn mà phách này một trận cho bỏ cái thói ngang tàn. Chẳng coi lạnh của mình ra cái gì cả. Nhưng quái lạ vừa mới tung quyền ôm cứng hắn bỗng dưng cảm thấy mình mẩy nhẹ tên, hai chân chổng ngược lên trời, đầu thì trút xuống đất, ngỗng thất kinh la làng chói lói. Đến đây thì Hiền mới hốt hoảng biểu tiếng. Anh Tiến, đủ rồi. Câu nói ngắn ngỗng của Hiền như một mệnh lệnh, Tiến vừa định để hai ngỗng xuống thì bỗng dưng có tiếng vỗ tay vang trân và giọng nói quen quá là quen ngay từ phía sau vọng vào. Thủ dĩ xà ngầu, thiên địa chống rộng, ha ha. Chẳng cần quay lại thì hai tiếng cũng biết ngay, đó chính là thằng bạn nghèo ba địa mà cả tháng nay nó bật vô âm tín. Chiêu thức vừa rồi cũng do hắn ta đặt cho cái tên quái gở là Thủ Vĩ Xà Ngầu, Thiên Địa Chổng Rộng. Đây là kỳ chiêu do hai gã chăn trâu và chăn vịt tự chế. Lần đầu tiên mang ra, hai tiếng đã thu kết quả, thật không ngờ. Có gì đâu, hai ngỗng từ phía sau xông tới ôm ngang hông, đương nhiên là kẹp luôn cả đôi tay mình vào gọng kềm của gã. Tiến chỉ giữ sang một bên trái để đánh lạc hướng địch thủ, trùng người xuống thật thấp, trước khi trùng người anh cho một chân lòn ra phía sau. Bởi địch thủ đang đứng phía sau thì đương nhiên hai chân của hắn rất gần, chân của Tiến lòn ra sau hai chân của địch, và khi trùng người xuống thì hai tay cũng vừa vặn ngay cả hai ống quyển của ngỗng. Cứ vươn ra ôm lấy rồi thẳng lưng đứng dậy. Tiến đứng thẳng lên thì đương nhiên hai chân của ngỗng cũng bị vốc ngược lên theo, hắn bị lộn mèo trút đầu xuống đất tức thì. Vừa nhắc trông thấy bóng dáng của thằng bạn thân thì Tiến buông hai ngỗng xuống đất cái phịch, chạy tới ôm ba địa vào lòng như ôm một đứa em thất lạc vừa tìm lại được. Hai thằng bạn trẻ gặp nhau mừng vui ríu rít nói chuyện huyên thuyên, chúng đâu có để ý tới hai ngỗng, hắn mặt mày trắng nhợt vì sợ quá, hổng dè cái thằng ở đợ lại có nghề võ. Hắn thầm cảm ơn trời Phật là may là mình với nó chưa có đụng chạm gì nhiều, nếu như không chắc phải bỏ xứ này mà giọt sớm. Ba địa khẽ cười với Út Hiền một cái rồi quay trở lại hai tiếng. Tôi đi kiếm cha nội ở ngoài chòi, thấy có mấy con ma đang ở đó thì biết là cha đã dọn vô trong này rồi. Thiệt tôi đoán đúng bon mà. Tiếng mới hỏi, mày mặn cái giống gì mà đi đâu mất tiêu cả tháng, đi mất biệt không có tin tức gì ráo vậy hả địa? Địa nhăn nhó, bị mấy chả bắt chứ đi đâu, cái số của tôi nó đen thùi lùi, cứ bị bắt rồi chạy trốn, rồi lại bị bắt rồi lại trốn tiếp. Hai tiếng phì cười chẳng hiểu gì ráo. Nói cái kiểu đó chắc mới bị mấy ổng tóm được phải không? Mà sao tao thấy mày trắng trẻo mập mập ra, bộ được mấy ổng nuôi cơm trắng cá tươi ngủ ngay tối ngày hả mày? Ba địa lắc đầu kể lể. Mấy ổng bắt là có như tàn đời chứ cơm trắng cá tươi cái móc xì. Tôi trốn thoát rồi sẵn dịp chạy đi chơi ba đồng bảy đổi, chơi cho đã đời rồi về đây rủ già đi làm hắn nè. Chà, cái thằng nói năng nghe có vẻ người lớn quá, rủ đi làm ăn cái giống gì trong khi hai thằng chẳng có một đồng xu dính túi. Hai thằng bạn nghèo bỏ mặt vợ chồng Út Hiền đứng sớ rớ ở đó, tụi nó rủ nhau ra ngồi ngoài gốc dừa vừa đập mũi vo ve vừa kể chuyện ngao du của ba địa. Lúc hắn đi dò la tin tức con tám sàng xê thì bất ngờ bị Việt Cộng bắt đi, nhóm du kích này hoạt động ngay khu vực xã, họ về để tuyển mộ tân binh và dân công.
tướng tá ngon lành của địa thì được xung vào đám tân binh. Chúng được tập trung ở một khu vườn rậm rì xa mốt tí tè mà chính ba địa cũng chẳng biết ở đâu. Tới chừng được di chuyển thì cũng bỗng củ soạn lại, tức là ghe tam bản và xuôi theo dòng con rạch ngoằn ngoèo. Ba địa chẳng cần biết là họ chuyển mình đi đâu, cứ chờ ngang chỗ có xóm nhà là phóng cái ùm lặng trốn. Nó tuôn bờ lướt bụi cả hai ngày thì tới được chợ Cái Côn. Tới được chợ Cái Côn thì ba địa lết hết muốn nổi. Nó tráng mò tới tư gia của sư phụ Tư Sáng xin tá túc đôi bữa rồi xin ông vài chục bạc đón đò xuống Cù Lao Quốc Gia. Thằng ba địa định bụng trước là để thăm anh Bảy Tôn Tẳng và sau đó mò qua bên thằng Thạch Nhâm xin vào làm việc cho cái trại cưa ngay cái voi dàm Nhân Mỹ. Đất Cái Trăm tuy là sinh quán của mình, nhưng xứ sở gì hãy đúc đầu ra là bị Việt Cộng bắt. Thằng ba địa nghĩ là nên bỏ đi là vừa, nhưng cũng nhờ bị mấy ổng bắt mà nó có dịp ngao du thêm một lần nữa. Lần này thì nó ở lì gần cả tháng trời, Cù Lao Quốc Gia thì đa số bà con làm vườn. Thằng địa sức vóc như voi nên móc mương hái trái cái gì cũng giỏi. Nó đi làm mướn kiếm tiền sống dư dật cho nên nó mò về Cái Trăm, định bụng rủ hai tiếng cùng dọn hẳn xuống dưới ấy. Hai thằng bạn nghèo có cháo ăn cháo, có cơm ăn cơm, cùng tra sức làm thuê kiếm tiền sống lai rai, tuy cực mà vui. Hai tiếng nghe nó kể thì cũng khoái lắm, ngặt chỗ ân nghĩa với ông bà Tám làm sao hắn có thể dứt áo ra đi. Muốn gì thì cũng phải chờ ông Tám về rồi mới thưa lại với ông bà để coi sao. Hai đứa ngồi bàn tán cho tới đỏ đèn, lúc này vợ chồng Út Hiền đã trút vào trong nhà. Tiếng mới bảo địa đi ra trái hè phía sau nhà, ở đó có cái võng toàn ten, hai đứa đốt đèn nói chuyện tiếp. Vừa mới quay lưng thì bỗng dưng cả đám người từ đâu ập tới, họ chỉ súng vào tiếng và địa, ra lệnh biểu đứng yên rồi giọng cửa đòi xét nhà. Thế là một lần nữa thằng ba địa bị Việt Cộng bắt, khác ở chỗ là lần này có thêm cả hai tiếng và hai ngỗng nữa. Út Hiền chết lặng đứng nhìn theo chồng, tình nhân và thằng thanh niên hàng xóm, cả ba bị nhóm người có súng ống tới lùa đi, như lùa vịt